Chào mừng tất cả các em đến với bài giảng online môn ngữ văn. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu một bài thuộc về phân môn tiếng Việt của chương trình ngữ văn lớp 10. Đó chính là bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Như các em đã biết, ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp phổ biến và hiệu quả nhất của con người. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dùng đến ngôn ngữ trong rất nhiều hoạt động. Chẳng hạn như đó là đọc báo này, nghe giảng này, đọc sách, ghi chép, nhắn tin, tán ngẫu và hàng trăm những hoạt động khác. Trong những hoạt động đó, ngôn ngữ được thể hiện trên rất nhiều hình thức phong phú, có khi đó là lời giảng của thầy cô, có khi lại là bài tin tức trên báo, có khi lại là đoạn nhắn tin với bạn bè. Nhưng các con thấy, dù ngôn ngữ tồn tại dưới hình thức nào đi chăng nữa, thì chúng luôn được xếp vào một trong hai dạng, hoặc là ngôn ngữ nói, hoặc là ngôn ngữ ở dạng viết. Thật ra thì hiện nay vẫn có khá nhiều người chưa hiểu được đặc điểm của ngôn ngữ mà mình đang sử dụng, từ đó dẫn đến hậu quả của việc giao tiếp không được như mong muốn. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em giải quyết vấn đề này. Mời các em đến với bài giảng Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Các em theo dõi bài học, đồng thời chủ động ghi chép thông tin có trong bài học vào vở nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm của ngôn ngữ nói. Mời các em xem đoạn phim ngắn sau. Cô trích đoạn phim ngắn này từ trong bộ phim Kính Vạn Hoa, cảnh Tiểu Long đến nhà học với Quý Rồng. Thế hệ này không thèm nói chuyện thế hệ kia nữa. Vậy thì thế hệ kia đi chỗ khác cho thế hệ này làm việc. Mau! Anh Quý, mà chuyện người lớn là chuyện gì vậy anh? Báo cho em biết một tin. Anh sắp làm thầy. Anh làm thầy? Ừ. Anh dạy học hả? Ừ. Dạy trường nào vậy? Không có trường nào hết á. Ngay tại nhà mình. Học trò có đông không? Một đứa. Sao vậy mà em cứ tưởng? Tưởng gì? Bộ em tưởng vậy một đứa không phải là thầy hả? Ừ thì là thầy, nhưng dạy một đứa không có ai chút nào. Anh không có cần quay. Không quay cũng là thầy. Anh Quý, lại đây em nói gì nè. Lại gì? Đây. À, mà học trò khốn khổ ra là ai vậy? Tao kẹp cái mũi em bây giờ mày muốn không? Quý ơi, tao qua học với mày nè. Anh Tiểu Long, em cái với anh chỉ cần hai bữa lại lưỡi liền. Miễn ngay. Tao chuẩn bị xong hết rồi đó, muốn dạy gì thì dạy đi. Trước khi học mày phải hứa với tao một chuyện. Chuyện gì? Là một khi đã học với tao á là phải học cho tới cùng. Tới cùng là làm sao? Là học cho tới khi nào chết thì thôi. Học chi dữ vậy? Tao nói vậy đó. Mày học thì học, không học thì thôi, đi về đi. Vậy thôi, tao đi về. Ê, bộ mày khùng hả? Mày khùng thì có. Tao chỉ cần học cho tới khi tốt nghiệp ra trường. Xong rồi đi làm, lấy vợ, sinh con. Chứ không lẽ lẻo đẻo theo mày học hoài tới chết hả? Trời ơi, cái đó là tao chỉ nói ví dụ thôi. Ý tao muốn nói á, là một khi đã học với tao là phải học cho tới nơi tới chốn, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ ngang, mày hiểu không? Chuyện gì là chuyện gì? Không có chuyện gì hết á, tao chỉ nói phòng hờ vậy thôi. Bây giờ mình bắt đầu học nha. Ừ. Mày hãy phân biệt cho tao biết giữa hình thang và hình bình hành khác nhau chỗ nào? Hình bình hành á thì nó nằm siêu siêu dẹo dẹo, giống như là người bị dẹo cuộc sống á. Còn hình thang á thì lúc nào cũng nằm chẹp bẹp, đầu nhỏ đít to, đúng không? Mày nói cái gì kỳ vậy? Cái này là toán hình học chứ không phải là tập làm. Trong đoạn hội thoại vừa rồi, các em có thể thấy Quý Ròm và Tiểu Long giao tiếp với nhau bằng cách nói chuyện trực tiếp, có phản hồi qua lại, liên tục thay phiên nhau giữa vai nói và vai nghe, đúng không?
Vậy các em có thể thấy, đặc điểm đầu tiên của ngôn ngữ nói đó chính là sử dụng công cụ là lời nói để thể hiện. Cũng trong đoạn phim trên, các em có thể thấy khi mà Quý Ròm nói một cụm từ mà Tiểu Long không hiểu thì Tiểu Long có thể hỏi lại ngay để Quý Ròm có thể giải thích hoặc chỉnh sửa. Đó chính là đặc điểm thứ hai của ngôn ngữ nói. Các nhân vật giao tiếp có thể phản hồi trực tiếp để điều chỉnh, sửa đổi cách nói, nghe. Các em cũng có thể thấy, do không có thời gian để suy ngẫm, lựa chọn, nên ngôn ngữ nói cũng không được trau chuốt như ngôn ngữ viết. Các em có thể quan sát những hình ảnh sau được chụp từ cuộc đối thoại của Quý Ròm và Tiểu Long. Các em có nhận ra không? Ngôn ngữ nói có một công cụ hỗ trợ rất là đắc lực, đó chính là ngữ điệu trong giọng nói, kèm theo đó là các phương tiện hỗ trợ như là nét mặt này, cử chỉ này, điệu bộ của người nói. Các em có thấy không? Trong ngôn ngữ nói, từ ngữ được sử dụng khá là đa dạng và phong phú, bao gồm khẩu ngữ, tiếng địa phương, tiếng lóng, biệt ngữ, trợ từ, thán từ, các từ ngữ đưa đẩy, chêm sen. Về câu thì ngôn ngữ nói thường sử dụng các hình thức câu tỉnh lược, có khi chỉ còn một từ, hình thức lặp lại, lườm rườm rà, ví dụ những câu như là chuyện gì là chuyện gì. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói. Cô đặt ra một tình huống như thế này. Chẳng hạn, các em bị ốm và muốn xin nghỉ học. Em có thể dùng ngôn ngữ nói để gọi điện thoại xin phép thầy cô. Tuy nhiên, trong trường hợp thầy không bắt máy thì sao? À, còn có thể sử dụng ngôn ngữ dạng viết để viết một lá đơn xin phép gửi cho thầy. Vậy ngôn ngữ viết có đặc điểm gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thứ hai, đó là đặc điểm của ngôn ngữ viết. Phần thứ hai về đặc điểm của ngôn ngữ viết, điều đầu tiên các em có thể nhận ra đó chính là nếu như ngôn ngữ nói dùng công cụ là lời nói thì ngôn ngữ viết dùng công cụ là chữ viết. Thứ hai, nếu dùng ngôn ngữ nói, các em sẽ phải phản hồi nhanh chóng, tức thời, không có thời gian để mà suy ngẫm lựa chọn từ ngữ cho kỹ càng. Thì khi em dùng ngôn ngữ viết, em có thể suy ngẫm, tha hồ lựa chọn những từ ngữ mà em cảm thấy ưng ý để diễn tả rõ ràng nhất những ý tưởng của em. Đồng thời, người đọc cũng có thời gian để suy ngẫm, nghĩ và tiếp nhận thấu đáo những gì mà các em muốn gửi gắm. Các em biết không? Quyển nhật ký mà cô đang trình chiếu ở trên PowerPoint đó chính là một quyển nhật ký của cô gái người Do Thái tên là Anne Frank đã viết cách đây từ rất lâu rồi. Quyển nhật ký này được viết từ những năm 1944, đến nay thì quyển nhật ký này đã tồn tại được hơn 70 năm và được nhiều người biết đến. Bởi vì nó đã được dịch sang 70 thứ tiếng trên khắp thế giới. Như vậy, các em có thể nhận thấy được một khả năng tuyệt vời của ngôn ngữ ở dạng viết, đó chính là nó có thể được lưu truyền rất rộng trong cả không gian lẫn thời gian. Còn ngôn ngữ ở dạng nói thì sao? Hầu hết, các cuộc đối thoại đều chỉ tồn tại trong phạm vi thời gian và không gian của cuộc hội thoại đó, mà trừ khi là người ta dùng kỹ thuật ghi âm hoặc là ghi hình để ghi lại cái cuộc nói chuyện. Còn không thì ngôn ngữ ở dạng nói sẽ giống như là lời của ông cha ta thường nói, đó chính là lời nói gió bay. Nếu như ngôn ngữ nói có phương tiện hỗ trợ là ngữ điệu, cử chỉ, nét mặt, dáng điệu thì ngôn ngữ ở dạng viết cũng có những phương tiện hỗ trợ riêng của nó, đó chính là bảng hệ thống, những bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ minh họa cho nội dung viết trong văn bản. Các em hãy quan sát tờ đơn xin phép nghỉ học sau và chỉ ra vấn đề của tờ đơn này là gì. Chắc hẳn các em đã phát hiện ra tờ đơn này dùng ngôn ngữ ở dạng nói đúng không? Chúng ta thấy có những cái từ ngữ mang tính địa phương, ví dụ như là gì? Nay tôi. Lẽ ra phải là tôi, thì người làm đơn ở trong lá đơn này đã xưng tôi.
Rồi là gì? Cháu nó sốt dữ quá. Thầy chấp nhận nghe thầy, đây đều là những từ ngữ mang tính địa phương, khẩu ngữ. Như vậy, các em cần lưu ý nhé. Khi các em dùng ngôn ngữ ở các văn bản, đặc biệt là các văn bản mang tính quy phạm, thì không nên sử dụng ngôn ngữ dạng nói. Các em cần sử dụng ngôn ngữ dạng viết, tức là cần tránh sử dụng những khẩu ngữ, tiếng lóng, tiếng địa phương. Từ ngữ của em cần đạt đến độ chính xác cao. Một đặc điểm nữa của ngôn ngữ nói, các em có thể thấy trên bảng của cô đang trình chiếu một câu khá là dài. Và chúng ta cùng nhớ lại cái cuộc đối thoại giữa Quý Ròm và Tiểu Long lúc nãy. Các em có thể thấy Quý Ròm có sử dụng những câu nói rườm rà, lặp lại như là câu chuyện gì là chuyện gì. Và các em theo dõi ở trên bảng thì có thấy rằng cô đang trình chiếu một câu rất là dài nhưng vẫn được tổ chức hết sức mạch lạc. Vậy nguyên nhân do đâu? Do người viết có thời gian để tổ chức sửa lại câu văn sao cho trau chuốt, phù hợp. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu về bài đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Trong phần này, cô có một số câu hỏi trắc nghiệm sau, các em cùng tham gia trả lời nhé. Câu thứ nhất, dòng nào dưới đây không phải là đặc điểm của ngôn ngữ nói? A. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ âm thanh. B. Ngôn ngữ nói đa dạng về ngữ điệu. C. Ngôn ngữ nói sử dụng nhiều lớp từ, kiểu câu đa dạng. D. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ tinh luyện và trau chuốt. Và các em quan sát có thể thấy rất rõ ràng đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án D. Đây là một đặc điểm của ngôn ngữ ở dạng viết. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ tinh luyện và được trau chuốt. Câu hỏi thứ hai. Đặc điểm khác biệt rõ nhất giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết về phương tiện vật chất đó là gì? A. Có sự phối hợp giữa âm thanh và các phương tiện phi ngôn ngữ. B. Có sự xuất hiện trực tiếp của người nghe. C. Ngôn ngữ tự nhiên, ít trau chuốt. D. Sử dụng yếu tố dư, thừa, lặp lại. Và các em cũng có thể thấy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Đặc điểm khác biệt và rõ nhất của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết đó chính là có sự xuất hiện trực tiếp của người nghe. Câu số 3. Ngôn ngữ viết được sự hỗ trợ của yếu tố nào? A. Nét mặt. B. Cử chỉ. C. Dấu câu. D. Là điệu bộ. Các em sẽ thấy nét mặt, cử chỉ, điệu bộ đều là cái phương tiện hỗ trợ của ngôn ngữ nói. Và chắc chắn đáp án chính xác của chúng ta đáp A là đáp án C. Trên đây là toàn bộ bài. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian để lắng nghe bài giảng của cô. Và các em đừng quên lên trang luyện thi 24 làm bài tập đầy đủ và đúng hạn nhé. Tạm biệt tất cả các em.